sở thích sưu tập tức trữ đồ vật của những nhà sưu tầm thì có tạo nghiệp xấu hay không có phải đó là một dạng tâm tham làm vật chất kể cả đó là việc sưu tầm tượng phật hay những món đồ quý phật giáo cái tâm của quý vị thì quý vị phải hỏi nó có hai thứ sư khuyên quý vị một cái để học và một cái để hành thứ nhất là nên học a Thị đàm để mình biết những cái đặc điểm của tâm mình tâm của mình có những đặc điểm nào và mình sẽ đưa nó vào cái nhóm thiện hay bất thiện thì như vậy mình không có băn khoăn nha mình yeah, không có băn khoăn à, cái thứ hai cái thứ hai là nên thực hành tứ niệm xứ để mình thành thật với chính mình không có lừa mình dối người tức là gì tâm có tham biết là tâm có tham tâm có sân biết là tâm có sân, tức là mình không có lừa mình dối người. Còn khi mà mình không học Đàm ấy thì mình không biết được cái tâm của mình lúc đó đó, nó là cái kiểu tâm gì thiện hay bất thiện. Rồi nếu như mình không thực hành tứ niệm xứ, thì mình cứ lừa mình dối người thôi. Cái đó tôi không có tham, tôi không có tham. À, sư đưa ra cái ví dụ quý vị tự trả lời câu hỏi nha giả sử như à, quý vị à, sưu tầm à, những cái tượng phật à, rất nhiều những tượng phật quý à, quý vị nhìn vui lắm vui lắm rồi một hôm nào đó quý vị mở cửa ra quý vị không thấy những cái tượng đó nữa có người để là tờ giấy Uh, tụi em túng tiền uh, uh, cho tụi em mượn khi nào có tiền tụi em trả <laughs> thì uh, quý vị có buồn không quý vị có tiếc không quý vị có nhớ không trả lời nếu mà mình có mấy thứ đó đó có mấy thứ đó đó mình thì đó là tâm tham tại vì sao đặc điểm của tâm tham là những cái khiến cho mình dính mắt những cái có đặc tính chối buộc nha rồi khi mà mình sưu tập tem ấy một hôm nào đó mình mở mắt ra mình thấy mấy đứa nhỏ nó chơi nó cầm cái bộ sưu tập tem của mình nó xé lăn nó quăng lăn quăng lóc có những con tem quý thì bây giờ nó đầu một nơi thân một nẻo quý vị có có tiếc không? Tâm tham đấy. Tham đấy. Ừm cho nên cho nên những cái sở thích sưu tập những sở thích sưu tập tự trả lời trong những trường hợp mà mình mất nó đi hoặc là những một là mình mất nó đi hai là nó bị hư hoại nha ba là tới khi mình chết á mình có tiếc không đấy à cái đó là những cái đặc tánh dễ thấy nhất của cái tâm tham ừ.